Bây giờ thưa với quý vị, hồi nãy giờ là nữ không à, cho nên bây giờ nam là phải hát. Và bây giờ tôi hát nè. Minh Thơ. Xin giới thiệu với quý vị luôn, nhạc sĩ Hữu Hạnh. Đây, nhạc sĩ Hữu Hạnh mà cái người mà cho tôi xin được nhẹ lời lại. Nhạc sĩ Hữu Hạnh, mặc dù anh đã bất hạnh, ánh sáng đã cướp của anh, vâng, nhưng anh có một cái tài và được quý vị thương yêu, cho nên anh được hạnh phúc, nó đáp lại, nó bù lại cái sự bất hạnh của anh. Và bây giờ hôm nay Hữu Hạnh có một cái duyên bất ngờ là được đến chùa Quan Thọ để đờn phục vụ cúng dường tặng cho toàn thể cô bác. Cô bác ơi, ủng hộ cho nhạc sĩ Hữu Hạnh một tràng pháo tay quý vị. Vâng, tôi mới mời Hữu Hạnh cách đây khoảng chừng 1 tiếng 30 phút và Hữu Hạnh có mặt liền. Cảm ơn nhạc sĩ Hữu Hạnh, một người đờn rất là nổi tiếng ở trên mạng mà rất được nhiều khán giả yêu mến. Cảm ơn bạn. Đi hát không phải là gặp nhau thường, 6 năm rồi mới gặp lại cô bé này. Hồi đó là cô này đi hát thường lắm với tôi, nhưng mà hôm nay tôi có mời cô. Hôm nay ở tại chùa có tổ chức một buổi buffet, nếu như hôm nay chưa có đi hát đâu, anh Tâm mời em đến đây để hát tặng cho cô bác Phật tử. Vâng, và bây giờ Minh Tâm và nữ nghệ sĩ Minh Thơ sẽ hát một lớp trích đoạn được mang tên Chọn Đi. Hát người tình trên chiến trận. Dạ đồng ý không quý vị? Nếu đồng ý cho trích đoạn người tình trên chiến trận, một tràng pháo tay ạ. Dạ quý vị ơi, hồi xưa đó Minh Thơ chưa có lấy chồng, anh Tâm anh gọi xô hoài hà. Mà từ lúc lấy chồng cái anh bỏ Minh Thơ luôn à. Bữa nay 6 năm rồi anh mới gọi lại Minh Thơ đi hát đó quý vị. Thật ra thì cũng gần ở đây cho nên mới mời Minh Thơ. Đó, rồi bây giờ bắt đầu hát nha cô bác. Dạ. Hãy dâm tên Mã Phú này vào ngục tối để rằng sáng ngày mai đưa thiên kiều về Mông Cổ. Không, em không về Mông Cổ, em không về Mông Cổ. Nếu như em không về Mông Cổ thì tên Mã Phú này sẽ chịu rất hình thảm thiết nhất. Nhưng có thằng gì tiểu thư, nếu tiểu thư còn thương xót cho cuộc đời tên nô lệ thì xin tiểu thơ hãy về lại với quê hương. Ở lại đây càng thêm khổ quá, tôi không còn gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sư tiểu thơ đừng nén lại nơi này. Ôi ngậm ngùi sao người một người xa lạ. Một người xa lạ. Thôi hết rồi. Anh chưa sao? Em yêu là có tội phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong mà giờ đây đã buồn màng, anh có còn gì nữa đâu để cho thương kỷ niệm trong đầu. Mình đã một thời chắc chịu trong nỗi buồn để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì. Anh đã buồn, đã khổ vì ai và bao lâu rồi. Nhưng cứ lặng thinh theo ngày tháng lặng lùng. Anh muốn nói một lời nỗi đau và sầu gì cũng như anh em là kẻ ngày chinh phạt đêm ngủ trên yên ngựa vào hiểm sao em chưa bao giờ biết sợ sao bỗng nhiên Oh.